chân này. Bây giờ mình sẽ tô cái bờm sư tử nó sẽ màu nâu nhé. Mình sẽ tô chỗ nào mà nó nhiều chứ, xong rồi những chi tiết nhỏ hơn thì mình sẽ tô sau các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy cái bờm không? Rất là đẹp. Xù. Cái đuôi này mình sẽ cho màu cam nhé. Đấy, để tôi sang gần sang cái móng chân này. Rồi tiếp theo là mình tô lốt cái lòng tai của nó nhé, à cái lưỡi này các bạn này. Còn mũi thì mắt, mình sẽ tô lốt màu mắt và mũi nha. Còn mắt mình sẽ lấy màu xanh da trời. Đó, tiếp theo là mũi cho xanh tử đồng. Là mình đã tô xong con sư tử rồi. Các bạn thấy rất đẹp đúng không? Hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn.